xa. Bác bán cho cháu ít thịt. Thịt gì? Thịt gì nữa? Đây, thịt mông, thịt vai, ăn gì? Mông á? À? Mông nó phải tròn xe chứ. Đây, miếng mông đây. Tuyệt vời mặt trời luôn, ngon lắm đây này. Đây là thịt... Đây là thịt lưng. Thịt lưng à? Đâu, thịt mông đây. Thịt nào rẻ á? Rẻ á? Rẻ thì có cái này. Điều, nếu mà chơi chó. Mày mua về làm gì? Mua cho mày ăn. Mua để mau để ca phải ăn miếng này chứ ai ăn miếng này. Cái này thì mua về cho chó thôi. Thì cái này bao nhiêu tiền? Cái này á? 8.000 một lạng. 8.000 một lạng cái này đắt rồi. Đắt gì? Đây là nhiên thịt thế này, toàn thịt thế này. Đấy. Đây là xương là tức là xương rồi. Xương bằng thịt mà, xương bằng thịt ngon lắm. Thịt đều thì mới để ở trong xương. Đây là thịt đều đây, thịt này thịt xịt đấy. Mua cái gì? Thế đậu này bao nhiêu tiền? Đậu 3.000. Cho cháu một cái nồi. Cái này thôi à? Cái một cái này nè. À, hai cái nồi. Hai cái. Nhưng mà phải rẻ cơ. Thế là rẻ thôi. Đây có 8.500. Nhưng mà có được tiền đâu à? Có tiền đâu? À đợi. Nhưng mà cái đấy bao nhiêu tiền á? Cái này à? Cái này là đi 70.000. 70.000 đắt rồi. Thế giả bao nhiêu? Cái gì đấy? À đâu, nhắc vào đây mà cho nào. Thank you.
Ui ui, nó bắn một cái. Đánh thế. Mày đi coi. Ủa em đi đâu à? Ui, mà tớ ơi, mà chúc mày em gì? Dâm to. Không biết dặn à? Gì? Tao thích chơi trò trốn tìm. Tao vừa nghiên cứu ra một phương thức mới. Tao vừa vơ hết dơm xuống ruộng nhà mình, xuống ruộng nhà đội bạn này. Thì nó đốt ruộng nhà đội bạn xong rồi bốc cho vào ruộng nhà mình. Ờ, anh ngu đấy. Ngu gì? Bốc cho cái đấy ra kia. Ờ? Ôi, anh rảnh đấy. Rảnh gì? Đỡ bị nóng đất. À. Kinh nhỉ, à? Anh nghiên cứu tài nhỉ. Mày mua gì đấy? Ui, cái này. Gì mà toàn mỡ đấy? Mỡ gì mỡ? Lòng cá đấy. Ui xa, lòng cá hơi bị ngon đấy. Ui, ngon thế. Trời ơi. Kinh không? Thấy chuột to chưa? Đấy, được đấy. Mình mua đâu mà được lòng cá này? Em mua. Ui, tao đang thèm. Phải đặt là lòng cá hảo hạng người ta mới cho ấy. Ui, được đấy. Nhưng mà phải lòng cá, cái loại lòng cá chó em không thèm mua. Ui. Người ta mời mà em không thèm ăn. Ngừa đi. Đây là lòng cá hảo hạng em mới mua đấy. Còn nguyên là gạo này. Gạo nhưng mà gạo. Nhưng mà ngon phết đấy. Ui. Con này con cá. Dạ dày to nhỉ. Cái dạ dày cá chê được. Ui. Cá chim. Con này ăn cơm. Cá cơm. Phải làm lại, đem xuống suối làm lại đó. Kiểu, ui. Cá gì đấy. Như kiểu chó ấy nhỉ. Ăn cơm. Cái này ngon đấy mọi người ạ. Được đấy. Chẳng được. Ngon. Ta đem ăn đi em. Mai trả tiền thua này. Mà đánh đi anh về. Anh phải bo cho em này. Bao tiền chỗ này? 150. 150 á? Ừ, trả lại 50 rồi. Hơi đắt đấy. Rút đây cái, đang tay đang bật. 100 nào đấy? 100 người em đẩy thường qua đấy. Tao nghi ngờ lắm. Nghi khỉ em khi. Tao nghi ngờ lắm, chỗ này chắc giỏi lắm, khoảng tầm 120 thôi. Này, 100 của em này. 120 cứt gì, lòng này. Mày mua 50 phải không? Này, bình thường nhá. Cái loại lòng này 50.000 được đây. Nhưng mà đấy là lòng chó. Còn đây là lòng hảo hạng. Em phải đặt hạng là cái nó phải gấp nhiều lần. Ui, nhiều mỡ ấy. Ui. Ui. Nhưng dù nóng người mà đeo người rồi. Nhắm xuống suối rửa. Đây, rửa cái nồi đã. Nhưng mà bây giờ tao không phân biệt được cái nào là mỡ, cái nào là lòng và giữ lại. Đây, rồi. Mày tách riêng mỡ lòng cho tao cái. Anh đi một cách. Bây nhảy ấy. Ui. Nó nhớt nhiều nhèo á. Ui dồi. Mỡ kinh lắm. Kinh gì mà kinh, tí nó kinh nó khắp vào mồm anh ấy. Mày bóc đi. Không. Chắc là chỉ bớt được mỡ thôi. Chứ khá là nhiều mỡ mọi người ấy lòng. Nhưng mà em phải được đứng ở chỗ này thôi. Mày thích đứng đâu mày đứng. Lấy nguyên lòng đi nhá. Okay. Ăn mỡ. Cái máng vỡ này to nhỉ. Ừ. Con này là con này con lòng con cá gì đấy. Đấy này, mỡ nó phải trắng lên này. Hả? Bỏ cái trắng này thôi. Ui, trông nó hơi lắm mỡ mọi người. Nhưng mà ngon lắm cái này. Mấy lần ta định mua nhưng ta không mua được. Không biết người ta để làm gì mà lại không bán. Ta để cho chó. Chó, cào, chít. Ngon mà mẹ này, cho chó. Cái này, cám này. Cám thế nào ấy? Mày mua dính lòng cá nuôi rồi. Không phải. Cái này là gì nhỉ? Đá đấy. Đá gì mà đá. Dạ dày to như... Lòng hảo hạng đấy anh tưởng à. Dày to như cái mặt. Em mua một tí này tận 50.000 đấy. Cái gì? Năm chục nghìn một bộ. Đây ba bộ. Mày điên ở đây cơ. Chục bộ hơn. Thì em bốc ba bốc thì gọi là ba bộ. Mày nó sao nó sai sai này. Kinh rồi. Mỡ là mỡ luôn. Mỡ nó chiếm đến 3/4 cái chỗ này mất rồi. Bao giờ mới hết mỡ? Bóc phần nó ra. Chờ chứ hết mỡ chằn.
như này. Đấy, làm được như thế này mới ngon này. Đi nấu đây. Sao? Ai cầm chậu đi. Đây, em cầm chậu. Tất cả được có chừng này đúng không ạ? Nó bỏ hết mỡ ra được rất là ít. Đi. Đi nấu đi. Đây. Giờ sẽ chơi kiểu này mới ngon mọi người. Lót rơm ở đây. Ủ rơm luôn. Anh dở hơi à? Hả? Thế thì chín làm sao được? Chín hết. Cái này phải ăn sổi. À, mày xuống suối hái tao mấy gọn rau dớn cho vào đây. Rau dớn nấu cá? Ừ. Nhưng mà em chưa ăn thần nấu dớn bao giờ đâu. Ngon ngon ngon. Mày... Rau dớn như ta sao mới mỡ chứ. Ngon. À mà cái này đầy mỡ nhỉ. Ừ, ngon. Cứ lấy đi. Đấy. Đợi mau đủ là lấy rau dớn thả vào đây. Là úp vào thôi. Đi tao lấy cùng. Úi xôi, mập đấy. Úi rau dớn lại mập. Cái này không thể có nhỉ. Đấy, mập ú ú đấy. Ui. Đây, lấy cả này. Mập không. Lấy đây. Cả cẫng của nó luôn này anh ơi. Đây là rau dớn này mọi người. Anh ơi, lấy cả cẫng nó luôn nhé. Rau này mà phơi khô xào ăn ngon cực kỳ luôn. Chả cần khô, giá đồng này gặp cũng cần khô. Đây bên này. À đây có mấy ngọn này. Mập thế. Ủa sao? Ở đây mấy cái mập đó. Ui. Ui giời ngọn này, bỏ vào. Mập ú ú luôn. Cháu mà lấy nhầm ngọn dây chỉ nhé. Không bây giờ. Em biết em bao nhiêu năm trong người thả trâu đó. Ui giời ta. Cho vào cùng cái này. Đỡ tanh là thứ nhất. Cái lỏng cá này mà có tí mẻ và thứ nữa. Ôi trời ơi, canh mẻ kìa. Kinh điển. Anh ơi, ăn chuột này. Một cái nồi này mà 150 quá xinh đáng. Ăn chuột này. Chuột kệ. Tào ủ cá ra. Ôi, kín chưa đấy. Đấy là đất. Ăn chuột. Mày cứ đấy mà chuột. Ủi, anh đốt tí nữa hả? Ừ. Tí nữa không? Tí hết. Thử một lần chơi lớn xem có châm trồ hay không à? Đây là lòng cá ủ rơm nha mọi người. Nó thêm rơm à? Nhiều rơm à? Đây này. Đéo ơi! Bùng lên! Bùng lên! Trời! Nhanh lên để nhanh chín! Nhanh chín để xuống quán! La la la! Ây da! Nóng lên! Nóng quá! Anh mình đào sổ chuột này đây! Cục cuốc đâu? Đào tay! Được rồi! Cho nó ủ! Nóng quá! Hay là đi lên kia kiếm cái củ lên. Cái củ lên đi. Chín chưa anh? Đã anh đợi mày. Loa nó kêu rồi đấy. Nốt mồi, nốt mồi. Nốt mồi này khả năng là chín ngon mọi người ạ. Loa kêu rồi đấy. Muộn. Loa kêu là muộn rồi mọi người ạ. Chín chưa? Chắc là chín rồi. Anh mở ra em nào. Xôi trùng trùng. Xôi rồi, xôi rồi. Được rồi, được rồi. Xôi trùng trùng. Được rồi. Thấy chưa? Đấy, ơi, đi chẹt 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 chẹt. Nó đây anh ơi. Nó đây. Anh ăn ở đâu vậy anh ơi? Bình tĩnh từ từ không ạ. Kéo chó hết. Đây, sang đây. Ôi xa. Đũa này. Bóng. Bóng mới sâu đâu bỏ bóng. Đây. Bóng mới. Cái bóng à? Rồi không có một à. Bóng em đâu đây rồi này này. Bóng. Ui đây cho mọi người xem này. Ui ăn này. Nhưng mà vẫn còn hơi bị ngấy đấy. Ui. Ui chà chà. Thấy chưa? Ui. Đây mà có canh mẻ. Thôi rồi ui. Hôm nay không ăn mẻ mọi người ạ. Ui mời mọi người nhá. Anh. Ui mời tất cả mọi người nhá. Ừ. Ngon lắm. Quá ngon luôn.
làm nó nấy mà làm cánh mẻ. Có lẽ hôm nay phải mang mẹ đi luôn, làm một cánh mẻ anh à. Đau đớn quá. Đau đớn nó hút mỡ. Vâng, cực cực, ăn cực mẹ. Không, tao ăn cái nhỏ. Tham mày ăn cái to đi. Không phải ngó, tao vả nó một phát đấy. Ăn được đau đớn đấy kìa. Đấy, đau đớn nó bắt mỡ người đó. Không mấy, ăn vị ngon luôn. Ngon. Ai bảo tín đồ của lòng cá thì mới biết nữa. Nó phê thế nào. Đúng rồi. Còn lòng bia nữa thì phê tới bến. Ngon nha. Lòng cá ăn đã quá. Còn lòng bia này. Chỗ này à? Chỗ này mà nhà hàng đang định bảo chỗ này nhà hàng là nhiều tiền nhưng mà nhà hàng là chỉ có nhà món này. Không có. Nhà hàng không bao giờ có món này, món này rất là ngon. Thế nên là người ta không bán. Đắt lắm á. 150 nói chung là hơi đắt một tí thôi. Có một tí được. Này mà 50.000 á. Cái gì? 50.000 một bộ. Mày điêu rồi. Mấy người hơn chục bộ đủ làm. Một bộ là bao gốc. Mỗi gốc mới đi tạo. Mà ta ngửi thấy mùi gì không. Thật. Không thực tế. Mùi thực gì tế. Cái mùi phép á. Có ăn gốc nữa. Ôi ta tưởng con sâu vào ra. Đã quá. Bỏ nhép ra vậy anh. Này ta tưởng con sâu vào ra mặt tao dưới. Đây, ngọt rau dớn. Ui, nhìn như con chung quạc ấy nhỉ. Như dạ. Con chung đấy. Ý, chuẩn bị đến mùa chim đen rồi mọi người ạ. Chuẩn bị sẽ cắm súng cao su. Cắm súng cao su để săn chim đen. Cái dây dài dài ra. Ăn này phê luôn nhỉ. Ngay mà nằm cánh mẻ nữa thì cũng hết giờ. Cái bộ là một con đó. Nằm con nó tã ra hết rồi nấu. Lòng ngon nhất là cái lòng cá trôi ấy, nó nhàn nhàn. Cá lóc ấy. À, là cá lóc thì không tính. Đặc con là bà xã luôn. Có hạt đúa. Cái đúa lúa. Này, mày làm cái này chưa sạch này. Sạch rồi. Con chó này, nhất là mùa mày bây giờ. Bỏ đi. Cái thật nhá. Đấy. Đấy, mọi khi có một hai bộ tranh nhau. Ừ, nó tranh ý. Đớp đi. Nhiều. Hơn chục bộ ấy. Cho em. Cho em. Em ăn lòng cả đắm. Lòng cả rau dớn, sức to khổng lồ. Gan nó đâu hết nhỉ? Đâu được, gan nó nát ra rồi. Gan nó nhũn hết mọi người ạ. À, ai bán cái này cho mày? Hả? Ai bán lòng cá cho mày? Bán bị hạ. Mai về đòi ngay cho tao mười mấy cái bong bóng nhá. Lòng sao bong bóng đâu? Em mua lòng bong bóng à? Ruột bộ lòng nó cũng phải có cả bong bóng. Ruột, gan, mật. Mật thì không cần. Đây là con đây là con VIP nha, là bà này còn cho ăn cả gan nhá. Đây là mua ruột chứ không phải mua
bảo mình mua ruột đâu, cả bộ của nó là gồm cả bong bóng với lại thì ruột với lại kia cả. Đấy, toàn bộ nội tạng rồi. Bộ? Ừ. Thế mày mua thì thiếu, mai đòi ngay. Đòi được. Không đòi được. Ba mày hạ gì, tí tao về tao đòi. Bây giờ thành rồi hết rồi. Thành rồi gì? Thành khôn như rồi ấy. Mọi người không hiểu được cái đầu óc khác này được. Nó tối từ mật rồi tối lên. Ừ.